Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tôi tiếp tục lên rừng review xem xe chở keo đường rừng như thế nào. Các bạn xem nếu thứ hai nhớ lại ủng hộ nha. Đây đường rừng đây. Tôi lên đến đây mà ngày đuối rồi. Đây đường rừng các bạn nha. Dưới là cảnh suối này. Cảnh vật rừng núi đây. Đấy. Rèn nữa đi giữ Thơ không đi nữa hả? Thơ đừng đi đó hiểu. Đừng đi đó thơ đi. Không có đi lắm mà đừng đi không. Không đi không chịu lắm. Nước đi đổ mớ mà. Nước chở lên làng đổ lên dốc em tụt mớ. Từ bên kia gần nhỏ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng thơ với con câu nữa mua này, con câu nữa. Đúng rồi, nó quay rồi, quay đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nước té chì. Thank you.
thích cắn cũng có. Đây là con hố các bạn. Đoạn cuối này bắt phải tháo xích các bạn nha. Đoạn trên khó đi nhưng bắt phải học xích.